Hello cả nhà. Ngày hôm nay Nhi sẽ giới thiệu với mọi người sẽ cùng tham quan một cái buổi hậu trường cho đêm khởi động cuộc thi Miss Grand Hương Nam nha quý vị nha. Một cuộc thi rất là hoành tráng với 35 người đẹp của gánh hát Lô Tô Hương Nam sẽ cùng nhau trổ tài cũng như là sẽ tranh đấu một cái giải thưởng, một cái ngôi vị rất là danh giá. Đó chính là Miss Grand Hương Nam 2023. Rồi rồi rồi, đầu tư là trị giá hơn chục tỷ đồng nha quý vị nha. Một cái chương trình rất là hoành tráng và đồ sộ. Đi vô đây, đi vô đây, đi vô đây. Đó, chị Nhã đó. Đó, đó, đây những thành viên bây giờ là đang đang rất là gọi là Cậu sao? Năm có thi nha, Phi Lam. Đây, đây là top 15 nha mọi người nha. Nó mua giải, cho nên là biết giải trước đúng không? Tôi mới mua giải nha. Tại sắc đẹp tôi năm nay chín mùi rồi. Chín là mùi tại là chừng nào tôi góp tôi đi thi hoài chừng nào tôi đậu thôi. thôi ơi vậy đó hả, là năm nay là bé 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 La là đủ 18 tuổi để bắt đầu vô cuộc thi rồi đúng không? Đủ rồi chị, em đủ tuổi rồi. Thôi ơi thấy ghét quá bé La. Bé La đánh màu mắt này là tông Của mấy con South Africa rồi đó, thôi mấy con châu Mỹ đó, thôi mấy con thấy Latin nóng bỏng đó. thôi ôi thấy ghét quá bé La đó. Rất là lâu rồi thì Nhi mới quay trở lại YouTube nên rất là mong mọi người sẽ ủng hộ Nhi nha. Đó còn bên đây là người đẹp cúp Bimiu nè. Đó đây là make up đoàn Minh Hùng anh Bia nè mọi người. Anh Bia bữa giờ làm mặt cho Nhi đó rất là đẹp đó mọi người nha. Còn đây là cúp Bimiu. Cúp Bimiu thì theo như thông tin được biết thì cúp Bimiu sẽ chuẩn bị đi thi cuộc thi The New Mentor năm 2024 nha mọi người. Cuộc thi rất là hấp dẫn. Ủa là ở đâu có ra thấy bà đi thi rồi tôi thông báo giùm mà. Còn đây nè, đây là á hậu doanh nhân Lily đến từ Đài Loan, một đất nước rất là phát Hello mọi triển người. về luật hôn nhân đó mọi người. Đó là chuyên là những người phụ nữ mà từ Việt Nam đi sang Đài Loan lấy chồng. Chị giới thiệu với mọi người đi, nay chị là sao? Hello mọi người, hôm nay là cái đêm thi đầu tiên đó. Thì lần đầu tiên mà thi Midrange luôn á mọi người, lần đầu tiên làm lộ đi thi Midrange luôn đó. Thì Lần đầu tiên làm gì, làm lộ hay không, là mình làm con gái. lần đầu tiên làm Đầu tiên trời là ơi con gái đó, thì mọi người đi nhớ ghê đến xem ủng hộ cho kênh YouTube của Bội Nhi. chị ơi chị con gái mà sao cái khúc này của chị chỉ có xài chị, nhưng mà sao khúc này tóc chị ngắn biết quá sao không, bởi chị buồn mới chị lấy rủ làm chị cạo mà tóc chị vừa ơi ra ghét luôn. quá à. Kiểu tóc đẹp quá ha, cái này là tướng sai make up cho chị phải không? Ở đây là make up của Tâm Thảo nè. Đó Tâm Thảo đang uống lọn bên kia đó, đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi rất là hoành tráng nè mọi người. Nè chào khán giả rồi đi. Hello anh Tâm. Hello tất cả mọi người của kênh Chắc Chị Chị Phố. Quá trời lâu rồi mới gặp tất cả mọi người. Không biết mọi người có khỏe không? Và mọi người có nhớ tụi em không? Và mọi người đừng quên là mọi người nhớ theo dõi Gánh Hát Lô Tô Hương Nam với Miss Grand International 2023 của Gánh Hát Lô Tô Hương Nam tổ chức nha. Năm nay thì Tâm Thảo cũng như Yumi và cũng như Bội Nhi sẽ chiến đấu đến cùng, không biết ai sẽ như Tức Nam nha. Trời ơi, ghê chưa? Thôi nói chơi với mọi người nhớ ủng hộ tụi em nha mọi người. Dù bây giờ là có vô top 5 hay không hay là vô top 10 hay không, nhưng mà nói chung là miễn vui là được rồi, với lại được phục vụ khán giả mình là được rồi. Tấn sang rồi nè, make up bà giới thiệu đi nè, make up cho Tâm Thảo bữa nay hôm nè. nay là ra mắt thì bé Bùi Nhật Quang sẽ make up cho Tâm Thảo, còn vô bán kết là Tiến Hàng nha mọi người. Trời Đó thì ơi. mọi người mình nhớ ủng hộ cho Tâm Thảo là nha. Chị biết chắc chắn gì vô bán kết luôn á hả? Ủa gì hay bán kết thì là cũng là 35 người thôi. Ủa gì hả? Là cũng như bán kết là 35 người sẽ vô thi bán kết, xong rồi sau bán kết á mấy loại còn 15, thì nói chung là chưa có bút chung kết, chỉ là bút bán kết thôi, hiểu hồi hộp lắm nha. Nhiều khi bán kết gì mình rớt, đâu có bán kết em có mặt nè, nhưng mà nhiều khi là sau đêm đó là mình rớt thôi. Ê nói nghe nè, tự nhiên cái tiền xong bán kết mấy má chuyển giới mà rớt hết thì cười chết nè, mấy con này còn là vô cười 10 ngày 10 đêm cười hoài luôn. Dạ em tự tin em vô được top mấy? Em hả, tự tin hả? Á hậu một hả? Không không má. Nói chung là bây giờ thì không biết là được vô tới đâu, nhưng mà nếu mà vô sâu hơn thì càng mừng. Thì nói chung là hy vọng học phận ở gì học tài thi phận mà, cho nên là mình không có biết được, cho nên là cũng rất là mong là sẽ cơ hội những cái gì mà tươi mới, những cái gì mà tốt đẹp sẽ đến với mình. Nói chung thì mang tinh thần trong cuộc thi này là vui là chính nè. Với rồi. Lại Midrain á là không phải là một cuộc thi về sắc đẹp, mà đó là một cuộc thi mà chuyên về các tài năng cũng như là những cái năng lượng tích cực để đúng bùng rồi. Nổ Hài sân khấu, hước, hài hước.
cho nên là mấy chị em tụi em là vẫn còn đang kiểu như là nấu tùm lum tùm la trong đầu á, chuẩn bị lên quậy dơ cái gì đó, đúng không? Nhưng mà hài hước phải không, là coi như Tâm Thảo bỏ như copy đó, đúng rồi. Ba cái tủ lạnh này là chiến này là Tosoba Samsung với lại này kia rồi là đẩy đi hết. Trời ơi trời, vô mà top 5 mà những cái con mà hả? Tủ lạnh không? Không phải, vô top 5 mà những con mà xấu không cười chết đó nha. Trời ơi. Không, xấu là bình thường, cũng nó hài hơn mình là nó được vô. Dạ. Mọi người đừng có ủng hộ cậu Năm nha mọi người. Dạ. Cậu Năm không chưa có bỏ nha, chừng nào vô chung kết mới bỏ tiền mua giải. Trời ơi, kỳ vậy trời. Có mua giải nữa ai bán rồi mua? Ban tổ chức bán á bé. Nhiêu vậy? 500 triệu. Trời ơi, ghẻ vậy trời. Trời ơi, mua giải 500 triệu gì ghẻ vậy? Ngủ lắm, bé Năm ngủ lắm, bé Năm kêu ai ủi đồ là mày cất hết đi, bé Năm. Cậu Năm nói vậy nè, cậu Năm nói là bữa nay á, ai mà mang guốc mới hay là gì anh nhớ cất kỹ, không thôi là cậu Năm bẻ đế. Rồi với lại áo dài thì cậu Năm sẽ chăm chít hết. Nè cậu Năm nói vậy đi cậu Năm. Chị Nhã, chị vô chị giao lưu xíu rồi. Vô giao lưu kêu chị Nhã giao lưu kìa. Vô giao lưu xíu coi trời. Check-in thì phố nè chị. Đó. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Check-in thì phố. Thì hôm nay mọi người đang ở trong hậu trường của sức khách của tôi Hương Nam nha. Và sự trở lại của người đẹp Bội Nhi. Thì một năm Bội Nhi trở lại đã 8 lần mọi người. Clip nào lần cũng trở lại, clip nào lần cũng trở lại. Thì bây giờ mọi người ơi, bây giờ là một cái chương trình đặc biệt của Hương Nam trong năm nay nha. Đó là Miss Grand International, đó là một phiên bản của thế giới luôn. Như năm rồi mọi người biết là chỉ có 19 thí sinh tham gia, năm nay là gấp đôi số lượng lên. Thì vừa về số lượng về chất lượng đó mọi người, thì mọi người muốn biết chương trình nó như thế nào tối nay mọi người nhớ đến đón xem nha. Một chương trình ra mắt thôi mà đã hoành tráng rồi, vô bán kết chung kết thì cỡ nào nữa. Và đặc biệt thì năm nay thì giải thưởng cho cái người mà đạt cúp á, cái vương miện cao nhất á, giá trị rất là cao. Giải thưởng như thế nào tối nay Su Su sẽ bật mí luôn. Cho nên mọi người ơi, mọi người nhớ theo dõi cũng như là bấm nút subscribe cho kênh để kênh lấy động lực đăng tải nhiều clip hậu trường của Hương Nam cho mọi người xem nha. Ở gần ở xa cũng vậy, ai đến được với đằng sân khấu Đầm Sen Que thì mọi người nhanh chân đến, tại vì đêm nay có thể là full ghế nha mọi người. Chắc nhớ đến nha, tất cả các đêm thi của Hương Nam mọi người nhớ đến sớm để mà Hương Nam mở màn sớm cho mọi người coi, tại chương trình rất là dài nha mọi người. Thì đi một vòng, đi một vòng để mọi người thêm thử là những gương mặt nào sẽ tham gia vào cuộc thi đêm nay nha. Ngoài Bội Nhi ra thì mình còn ai nữa? Tâm Thảo, Yumi chưa vô đây, người đẹp nhỏ tuổi nhất mới có 14 tuổi thôi, nhưng mà làm giấy ăn gian lên 2 tuổi nữa, 16 tuổi để đặt ra để mà đủ tuổi thi, đúng không? Yeah. Đừng có quay qua được rồi, quay qua hớ luôn kìa, đi vô rồi quay qua hớ luôn đây. Nam Thanh Lịch, Lê Hoàng, Lê Minh Hoàng, chào mọi người đi con. Hộ cho Lê Minh Hoàng cúp email nha mọi người nha. Em mà vô chung kết ai mà ủng hộ em càng nhiều em tặng cho một cái máy lạnh 2 ngựa 5 mét ống đồng nha mọi người. Ôi đó. Rồi bây giờ đi một vòng đi mọi người, qua bên đây luôn nha. Đi mọi người ơi, nay là phòng mít cúp mọi người thấy không, rất là rộng luôn, tại nhân sự rất là đông. Chắc Tâm Thảo sẽ lấy đi lưỡi lên, Tâm Thảo gạch một đường thấy chưa. Ở đây không là hết hơn 20 thí sinh rồi nè mọi người. Quay lướt nhẹ qua thôi nha, lướt nhẹ thôi. Có Masala Bala ha. Nè vô đây nè. Rất là đông mọi người ơi. Đây, ở đây thì ba. Ở đây có 20 người nữa. Đó. Rồi, nhẹ nhẹ xương xương thôi. Mọi người đừng nhìn kỹ quá hớn. Hớn. Đó mọi người, nhớ đến ủng hộ nha cả nhà ơi. Cả nhà nhớ theo dõi fanpage Gánh Hát Lô Tô Hương Nam ở trên Facebook, và cũng như Gánh Hát Lô Tô Hương Nam có thể sẽ có những đêm sẽ livestream thì sẽ thông báo, hoặc là có những đêm thì chỉ ghi hình thôi và không livestream. Thì mọi người phải tham gia fanpage của Gánh Hát Lô Tô Hương Nam để cập nhật lịch diễn và đến trực tiếp ở tại Đầm Sen Que để mà ủng hộ cho tụi em nha. Hứa hẹn một cái mùa thi Miss Grand Hương Nam cực kỳ hấp dẫn luôn. Song song với chương trình của Miss Grand thì lòng vào đó có những chương trình đặc biệt mà do Gánh Hát Lô Tô Hương Nam thực hiện, ví dụ như là Bodero By Night nè, Hồ Quảng By Night, giống như là Hương Nam By Night chính nữa. Thì lòng vào đó là để mà chương trình mình không bị nhàm chán, mọi người nhớ theo dõi lịch diễn của Hương Nam nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.